Xin kính chào tất cả quý phụ huynh kem học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài hơn kém nhau bao nhiêu. Đó là bài số 4 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số vịt ở trên bờ hơn số vịt dưới ao bao nhiêu con? Như vậy các em sẽ phải đếm xem thử có bao nhiêu con vịt ở trên bờ. Hơn thì các em sẽ trừ đi số con vịt ở dưới ao. Như vậy, số vịt ở trên bờ hơn số vịt dưới ao là, các em sẽ đếm ở trên bờ này, 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8 này. Như vậy có 8 con vịt trên bờ. Các em trừ đi số vịt dưới ao, 1, 2, 3, 4, 5, trừ đi 5 con vịt dưới ao. Như vậy, số vịt trên bờ sẽ nhiều hơn số vịt ở dưới ao là 3 con vịt. 8 trừ đi 5 bằng 3, đáp số là 3 con vịt. Xong được bài tập số 1 rồi đấy các em. Chuyển sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cây bưởi có 14 quả. Robot đã hái 4 quả. Hỏi trên cây bưởi còn lại bao nhiêu quả? Như vậy muốn biết trên cây bưởi còn lại bao nhiêu quả thì các em sẽ lấy số quả bưởi ban đầu là 14 quả. Các em trừ đi số quả bưởi đã hái. Như vậy phép toán của chúng ta ở đây sẽ là 14 trừ đi 4 thì bằng 10 quả. Như vậy đáp số sẽ bằng 10 quả bưởi. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những ai chưa xong hai bài tập số 1 và bài tập số 2, các bạn hãy dừng lại một chút để làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 3 như sau. Số thích hợp vào chỗ chấm. Rùa nâu 16 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi. Câu A, rùa vàng hơn rùa xám mấy tuổi? Như vậy muốn biết rùa vàng hơn rùa xám mấy tuổi thì các em sẽ lấy số tuổi của rùa vàng, tức là lấy 12 tuổi, các em trừ đi số tuổi của rùa xám, tức là trừ đi 10 tuổi. Như vậy các em sẽ lấy 12, các em trừ đi 10. Vậy rùa vàng hơn rùa xám là 2 tuổi. Đáp số là 2 tuổi. Sang ý B. Rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi? Rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi thì các em sẽ phải xem thử là nó cùng nghĩa với cái câu hỏi là rùa nâu sẽ hơn rùa vàng mấy tuổi, đúng không? Như vậy muốn biết là rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi thì các em sẽ lấy số tuổi của rùa nâu. Các em sẽ trừ đi số tuổi của rùa vàng. Như vậy chúng ta sẽ có là 16, các bạn trừ đi 12. 16 trừ đi 12 bằng 4. Như vậy rùa vàng kém rùa nâu là 4 tuổi. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Những ai chưa xong bài tập số 3, các bạn dừng một chút để làm xong bài tập số 3 đi. Sang bài tập số 4 như sau. Có 35 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Hỏi hoa hồng hơn hoa cúc bao nhiêu bông? Như vậy, muốn biết hoa hồng hơn hoa cúc bao nhiêu bông thì các em sẽ lấy số bông hoa hồng, các em trừ đi số bông hoa cúc, tức là chúng ta lấy 35, các em trừ đi 20 thì bằng 15 bông hoa. Vậy hoa hồng hơn hoa cúc số bông là, ta có hoa hồng hơn hoa cúc số bông hoa kem sẽ lấy số bông hoa hồng, kem trừ đi số bông hoa cúc. 35 trừ đi 20 thì bằng 15 bông hoa. Như vậy là hoa hồng sẽ nhiều hơn hoa cúc là 15 bông hoa đấy các bạn.
Đáp số 15 bông hoa. Nhưng ai chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập của phần tiết 2. Ta có một số các bài tập của phần tiết 2 như sau. Ở đây, người ta đã đo chiều dài của một cái bút mực là bằng 13 cm. Người ta cũng đo chiều dài một cái bút chì ở đây là 10 cm. Và người ta cũng đo cho các bạn chiều dài của một cái bút sáp là bằng 5 cm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bút nào dài nhất? Vậy trong 3 bút này thì ta có 13 cm thì dài hơn 10 cm, dài hơn 5 cm. Như vậy bút mực sẽ là bút dài nhất. Như vậy bút dài nhất là bút mực. Kem khoanh vào đáp án A. Câu B, bút nào ngắn nhất? Trong 3 bút này thì chúng ta thấy cái bút sáp là ngắn nhất, 5 cm ngắn nhất. Như vậy bút sáp ngắn nhất, kem khoanh vào đáp án B. Xong được ý đầu tiên, chuyển sang ý thứ hai. Những bạn nào chưa xong ý A thì các bạn hãy dừng lại làm cho xong ý A. Chuyển ý B. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bút mực dài hơn bút chì mấy cm? Như vậy muốn biết là bút mực dài hơn bút chì bao nhiêu thì các em lấy chiều dài của bút mực, các em trừ đi chiều dài bút chì, tức là chúng ta sẽ lấy 13 cm. Các em trừ đi 10 cm. Như vậy bút mực dài hơn bút chì là bằng 3 cm. Bút sáp ngắn hơn bút chì mấy cm? Như vậy muốn biết bút sáp ngắn hơn bút chì bao nhiêu thì các em lấy chiều dài của bút chì, các em trừ đi chiều dài của bút sáp. Như vậy chúng ta sẽ lấy 10 cm. Kem trừ đi 5 cm. Cùng đơn vị là cm rồi, kem lấy phân số 10 trừ đi 5 thì bằng 5. Phía trước là cm thì phía sau cũng cm. Như vậy bút sáp sẽ ngắn hơn bút chì là 5 cm. Chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các bạn dùng một chút để làm xong bài tập số 1 nhé. Chuyển bài tập số 2 này. Ở đây có 4 bạn. Đấy, có 4 bạn, người ta đánh dấu là bạn A, bạn B, bạn C và bạn D ở đây. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đây. Bạn A thì cao 56 cm này, bạn B 54 cm này, bạn C cao 59 cm và bạn D cao 49 cm. Câu A yêu cầu các bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm. Robot C cao hơn robot B bao nhiêu cm? Như vậy muốn biết là C này cao hơn B bao nhiêu cm thì các em sẽ lấy chiều cao của robot C, các em trừ đi chiều cao robot B, tức là lấy 59 cm trừ đi 54 cm. Vậy chúng ta sẽ có như sau. 59, các em trừ đi 54. 59 trừ đi 54 thì bằng 5 cm. Như vậy robot C cao hơn robot B là 5 cm. Robot D thấp hơn robot C bao nhiêu cm? Robot D này, robot D thấp hơn robot C bao nhiêu cm? Thì các em sẽ lấy chiều cao của robot C, các em trừ đi chiều cao của robot D, tức là các em sẽ làm phép tính 59 cm trừ đi 49 cm. Vậy chúng ta sẽ có 59 kem trừ đi 49 cm. Ở đây cùng đơn vị là cm rồi thì kem lấy phần số 59 trừ đi 49 là bằng 10. Phía trước là cm, phía sau cũng cm. Tiếp theo, viết tên các robot theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất. Như vậy trong các robot này thì kem thấy D là thấp nhất đúng không? 49 cm là thấp nhất. Rồi đến B, 54 cm là thấp thứ hai này. Như vậy tiếp theo sẽ là robot B này. Rồi đến robot A này, 56 cm này, và cao nhất là robot C, 59.
cm. Như vậy chúng ta có thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất là D, B, A, C. Sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Ai chưa xong bài tập số 2, kem dừng một chút để làm cho xong bài tập 2. Sang bài 3. Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây. Nam gấp được kém Mai mấy thuyền giấy? Mấy cái thuyền đấy. Chúng ta sẽ đếm xem thử Mai gấp được mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy bạn Mai này gấp được 10 cái thuyền. Bạn Nam gấp được này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy bạn Nam chỉ gấp được có 6 cái thuyền thôi. Như vậy Nam gấp kém Mai số thuyền là, các em sẽ lấy 10, các em trừ đi 6 thì chính là bằng 4 cái thuyền. Nam gấp kém Mai. Thì các em sẽ lấy số thuyền của Mai gấp được, các em trừ đi số thuyền Nam gấp được. Như vậy là Nam sẽ gấp Ma kém Mai là 4 cái thuyền. Đáp số. Bốn cái thuyền. Tiếp tục chuyển sang ý B. Ai chưa xong ý A thì các em hãy dừng lại để làm cho xong ý A. Sang câu B, yêu cầu các bạn khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Mai cần cho Nam mấy cái thuyền để số thuyền của hai bạn bằng nhau. Như vậy bây giờ là Mai là có 10 cái, Nam là có 6 cái thôi. Như vậy Mai cần cho Nam là 2 cái, đúng không? Hoặc là các em sẽ lấy cái số thuyền nhiều hơn này, các em chia đôi ra. Đây là cái số thuyền mà bạn Mai đang nhiều hơn bạn Nam. Thì các em sẽ lấy số cái thuyền này, các em chia 2 ra, chia đều cho hai bạn. Đấy, như vậy lấy 4 chia cho 2. Như vậy là bạn Mai sẽ cho bạn Nam 2 cái thuyền. Lúc mà Mai cho Nam 2 cái thuyền thì số thuyền của bạn Mai sẽ là lấy 10 trừ đi 2 bằng 8 cái. Bạn Nam thì đang có là ở đây là 6 cái. Nếu bạn ấy được cho thêm 2 cái thì bạn Nam sẽ có là 6 cộng 2 bằng 8. Như vậy là hai bạn sẽ có cái thuyền bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Nếu mà Mai cho Nam 2 cái thuyền thì mỗi bạn là sẽ có 8 cái thuyền. Như vậy là số thuyền của hai bạn sẽ bằng nhau. Tiếp tục sang câu số 4. Ai chưa xong câu số 3 thì các em hãy dừng lại làm xong bài số 3 nhé. Bài số 4 như sau, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bút đỏ dài hơn bút vàng 2 cm. Bút vàng dài hơn bút xanh 3 cm. Hỏi bút đỏ dài hơn bút xanh mấy cm? Đỏ này thì dài hơn vàng là 2 cm, đúng không? Mà cái bút vàng lại dài hơn bút xanh là 3 cm. Như vậy, muốn biết được là bút đỏ dài hơn bút xanh bao nhiêu thì các em sẽ lấy cái chiều dài bút đỏ dài hơn bút vàng, các em cộng với cái chiều dài mà bút vàng lại hơn bút xanh, đúng không? Như vậy ở đây sẽ là lấy 2 cộng với 3, tức là nó sẽ dài hơn là 5 cm. Đây, chúng ta có đây là chúng ta có bút vàng này. Cô giả sử bút vàng đây đúng không? Đỏ dài hơn vàng. Bút đỏ dài hơn bút vàng 2 cm. Như vậy đây là đỏ này, đây là bút vàng này. Thì cái khoảng này bằng 2 cm. Xong rồi bút vàng lại dài hơn bút xanh là 3 cm. Như vậy bút xanh chỉ có một khúc này thôi.
Như vậy cái đoạn từ đây đến đây này là bằng 3 cm này. Các bạn đã nhìn ra chưa? Như vậy muốn biết là bút đỏ dài hơn bút xanh bao nhiêu? Như vậy bút đỏ dài hơn bút xanh chính là cái đoạn từ đây đến đây. Đây, cả cái đoạn này là bút đỏ nó sẽ dài hơn bút xanh. Đoạn từ đây đến đây thì nó sẽ bằng cái đoạn này cộng với đoạn này. Mà đoạn này chính là bằng 3 cm bằng cái đoạn dưới này này. Đây, cái đoạn từ đây đến đây này thì nó bằng đoạn này bằng 3 cm. Như vậy đỏ dài hơn xanh thì các em sẽ lấy đoạn này là bằng 3 cm bằng đoạn này này cộng với đoạn này 2 cm nữa. Tức là bút đỏ dài hơn bút xanh sẽ là bằng 5 cm. Như vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Các bạn có thể vẽ cái sơ đồ ra. Đấy, các em có thể vẽ ra. Đỏ thì dài hơn vàng, đây là 2 cm, tức là đoạn này bằng 2. Rồi, vàng lại dài hơn xanh 3 cm. Như vậy hỏi đỏ hơn xanh bao nhiêu? Thì đỏ hơn xanh sẽ là đoạn từ đây đây. Cái đoạn từ đây đến đây thì nó chia thành hai đoạn. Nó bằng đoạn này này, cộng thêm với đoạn này nữa. Mà đoạn này thì bằng 3, cộng với đoạn này bằng 2, tức là từ đây đến đây sẽ bằng 5 cm. Như vậy là trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được toàn bộ các cái bài tập của bài số 4. Đó là bài hơn kém nhau bao nhiêu ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em, hãy vào YouTube gõ từ khóa là kênh Miết Hạnh để xem các video trên kênh của cô. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.